biết là chỉ có nhiêu tàu rồi em bán giảm giá mà nhiều lúc họ cũng làm khôn đó em kìa, phải đốt lên mới nghe mùi nước hoa là mới ngửi. Chung là thấy nhiều lúc giá cao quá rộng ưng quá. Trầm hương ngồi bên nhà học cái mãi rẻ hai màu 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 này màu này số đường bánh tổ. Bánh này bánh gì vậy? Oh.
thịt gì nữa. Trái cây quá trời luôn, táo, xoài, măng cụt, mận, nhãn, mấy cái hoài to, nho, mận, quýt, lê, sung. Đây là chợ bán đồ second hand. Đẹp kìa, đủ thứ loại luôn. Đợi hai giá, đợi hai giá. 20 nó ghê thiệt. Hôm nay là bao túi sách ni lông này. Mực. Nó khô. Tôm cá. Ủa, hoài cá khô này. Đủ thứ loại luôn, mực như mực câu nè, nấm mì, nấm mèo này, tỏi, hành, ớt, tiêu. Riêng vớ khẩu trang quá trời luôn. Anh đi học ư những cái loại đây, bao gấu, bao gấu với chăn. Đông lắm thì ngoan, tiếp tục lại hoài ẩm thực. Ô canh đây, ra đồ khô này, có bò. Đúng lòng mít. Ồ, xứ đẹp ghê không, rẻ mấy cái đi ba chục, 35 ngàn cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn kêu cái đủ của em rồi đi. Kê đâu không? Ngon lắm. Thấy nè ai cuộc thấy coi từ từ lúc cây chưa tiền cái mà đâu mà chạy mà chưa lớn về họ mà chính mình khác tinh học hả có mẹ về đi đội trong một cái quần là cỡ này ba mười ngàn bèo ngầu quá trời. Đùa. Ồ, bánh kẹo. Đủ thứ loại. Nồi xanh.